sau muôn mưng trong tạc tinh lại bò mẹ bên hồng đang tòn bấm phăng chương trình quan tay khổng đài truyền hình Việt Nam trước bên hồng hạc sườn việc xây dựng hợp tác xã mi luông hanh số tỷ quan trọng cuồng việc kẻ khai việc dệt nhận bao đôi kỷ rú hở quân dệt việc hôm phân tả áo luôn tè tiền mà tăng chính trị tánh đà bản hương bốc bua việc mà về xây dựng tánh đà bản hương việc chấp năm quản lý khổng hợp tác xã có cửa đầy lang tỷ xe sử xưa hở thành viên cánh hôm phân quan trọng kẻ khai việc dệt hở quân dệt việc phòng bản na cải tài tè lại hợp tác xã bò dân to tà ó hiệp thù nhang tròi mi việt dệt tè tiền hở chủ mú côn dệt vỉa nặng địa phương bài tô lắng nỉ đại biển mài nặng tỉnh sơn la tánh ó cánh khẩu dệt vỉa tết bị dòng quan xếp hạ việt xây dựng cả khai khổng hợp tác xã nằm là thành phố sơn la có hiểm trừ các bến khai đài nên văn hóa vào mắt cam kín khổng trừ côn tay bưng bóng việt nỉ có hôm phân kẻ khải việt dệt hạ quân dệt việt các bón ta hiệp thủ tè tiền mản tỷ hạ quân dệt việt hôm phân mà về dệt dần tánh đa bản mương trùng không địa phương cái mục đích thành lập hợp tác xã lung bùn thành ó hợp tác xã tòi bón xỉ xanh tòi lung phở chọp sùm cắp lăng phở chẳng món khổng chu thành viên hợp tác xã ăn là ta đầy vỉa dệt hợp bưng làn hàng địa phương có xương bưng địa phương ứng đối cấp số côn dệt vỉa hàng bì té xếp chết họ sao côn mi hiệp thủ tè tiền hàng năm là dao động từ 17 cho đến 20 người thường xuyên lao động thường xuyên là lúc nào cũng 20 người đấy, và có cái thu nhập và tương đối ổn định. Khai nghỉ hợp tác xã nằm la có tạ việt dệt lăng hà cài giao côn dệt việt nằm phòng thanh phố cánh phương huyền mương la mài sơn phủ yên tó hiệp thủ té hà họ xếp chợ mặn mọi côn bờn nưng khỏi có dệt việt nặng hơn hang khổng hợp tác xã nằm là đầy chết bì hôm nay hạ việt là làm le lung bùn chuồng hông khẳng khang bưng tàng trường vầy sòm tánh căm kình cuồng gian dệt việt nặng nỉ hư khỏi hình hơn hang cánh bàn quản lý hợp tác xã bòm ta cùng hai đì hở côn dệt việt xung khỏi nặng hơn hang chập năm đì bưng chính sách nhỏng nho ma tăng ngân lường chế độ bảo hiểm cánh chưa chép ốm mở giảng lễ giảng triềng cò mi luông đồng viền giềng hở côn dệt việt chính sách đãi ngộ như tiền lương, các chế độ bảo hiểm hay các dịp ốm đau lễ Tết thì đều có những nguồn động viên riêng. Té bưng luông hanh, bưng bì cải ma, nàng địa phương cuồng tỉnh cọ sòn hôm chắp năm, quam khót nàng, số hà xếp hốc không bộ chính trị, quam khót nàng cầu hỏi xí xếp chết, không bàn thường vụ tỉnh ủy, mà phía búc bua mà về xây dựng tập thể. Tăng dòng chắp năm bưng bóng phía tòi chương trình hương mương, ma trời sửa phòng phòng hè trở nổi côn cánh đìn bu, tòi chương trình không bàn dân tộc tỉnh. Trên báo nếu chưa chỉ bó bòi mè na, cà kiên tánh óc mở hợp tác xã, bó khỏi nhà triền về dệt bón xề xanh hợp tác xã tòi lung mở, tòi luật hợp tác xã bị dòng bắt xếp dòng. Cà kiên nạp vỉa bó sòn nho sùng lung mù sàng chạp vỉa hở hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nho sùng lang đi về dệt khổng bức hợp tác xã. Học bườn hồ bì sòng văn xác xí cá tỉnh có tánh ót đầy sàm xếp bếp hợp tác xã, cơ đầy hạt xếp văn hỏi luôn bùn ó, tà việt dệt mở hạ cài xí hỏi côn dệt vỉa. Thì hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng phát triển ổn định cả về số lượng, quy mô. Hợp tác xã nàng cuồng tình giàn cải ma có mà bè tè tiền nho sùng lang đì mà bè hàn hanh cuồng vì xây dựng hài na cả kênh cắp luông hanh khổng địa phương tòi nằn hư chủ huyền thanh phố có sòn hôm tùng buôn lào vì xây dựng nho sùng cà con
trường hay khòng na, tàng tánh chữ riêng tiếng khao, tàng tánh lúc uẩn chỉ phòng đìn, phòng bú bồng, tàng tánh tới lúc bùn Việt gáp, gờ lô ba gáp, vài bùa mát hiệp thù hợp khuôn xe vệ. Cánh luông bùn khổng tỉnh dân hà mọi bì tánh ó mớ té hạ xếp họt chết xếp hạ hợp tác xã sàn bì sòng bắn xếp hốc họ sòng bắn xa xàm bắn bưng bày mọi bì tỉnh dân hà tánh ó mớ cài hỏi nâng hợp tác xã lươn sòng hỏi phân hỏi vẹt xái luông bùn ó nạp phía chấp năm chàng kịch áo tháo bùn mắc bưng luông bùn khổng đàng hươn mương cánh khổng tỉnh ma phía mà bè xây dựng tập thể bưng bì cải ma tỉnh sơn là còn nếu chưa tánh ó cánh tròi dừa bưng hợp tác xã doanh nghiệp bánh khải luông hanh mà bè về xây dựng cả khải tòi luông diệt ó trường hai phải khải nặng trở lạt tùng bô luông chành trinh cả trinh khải nặng trở lạt tà về dệt lưng cánh tròi mi hiệp thủ tề tiền hở thành viên hợp tác xã cánh côn dệt viện nặng địa phương. Hợp tác xã giống hỏi tánh ố hôm mi chết thành viên, các khỏe là vầy mà bè xây dựng chú hân, thứ sòng lở tà về dệt hạ quân dệt viện nàng địa phương. Té chơ tánh ố cánh khẩu dệt viện, họt khay, cò tà về dệt hạ cài xàm xếp quân dệt viện. Mi san côn dệt viện, cạt kiên hẳng hy cấp hợp tác xã, cánh đẩy nộp ngân bảo hiểm. Họ khai cá tỉnh có mấy cái bắt nâng bày xí xếp giảm hợp tác xã. Bưng hợp tác xã có tạp việc dệt lưng hạ cài xếp băn quân dệt viện nành địa phương. Hôm mấy cái chết băn hốc hỏi quân dệt viện cuồng bưng hợp tác xã dệt vừa cuồng việc dệt dần hay na búp bá tảnh liền tổ giúp cuộc năm. Cháo họt băn nâng xí hỏi giảm xếp quân dệt viện nặng bưng hợp tác xã thương mại dịch vụ, quả in, quản lý chờ. Nhưng tòa đào là dệt viện nàng bưng hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điển nằm, tài chiên. Làng chơi nhài ma luật hợp tác xã bị sòng bắn xếp sòng, bưng hợp tác xã mi lúc bùn mạ bè hẳn hanh. Mi luông hanh xuất tỷ quan trọng cuồng tạ việt dệt, cánh mạ bè việt dệt dần nàng địa phương. Lần xưa là nàng bưng phòng, bản na, hợp tác xã mi luông hanh xuất tỷ nhớ luồng, cuồng việc kẻ khai việt dệt, lương tướng, hiệp thủ hở côn dệt viện nàng địa phương. Bưng hợp tác xã có bánh khay đầy lang tỷ cả kiên các bưng tảng trường buồn giòn không địa phương dệt ó. Hợp tác xã hữu cơ trùng hiếu đầy tánh ó đã bị dòng bắn xếp chết, mở khoe trắng mi xếp dòng thành viên, họt khay xung khỏi có mi cài chết hỏi thành viên, bàn dài nàng bưng huyền, yên châu, mưng la, mai sơn. Phân lại là nàng chiến dùng, nò tà việt dệt hạ bưng thành viên hợp tác xã, xung khỏi có tà tướng việt dệt, tòi mua hạ quân dệt việt nàng địa phương, mọi mưa xung khỏi có thủ đầy, té hỏi nừng họt hỏi nừng hạ xếp tấn khẩu ly, hư cần nòi nhất là dòng hỏi quân dệt việt, xung khỏi có bòng các bưng thành viên, bòng tà việt dệt hạ bưng cho hơn. To cài bếp xếp vất hỏi, bưng hợp tác xã dệt vỉa cùng việc dệt dần hài na, có bừng sớ luông hanh, ma tang vỉa bú bồng tành liền. Bưng hợp tác xã dệt vỉa cùng việc dệt dần hài na, có chứng chảnh luông hanh quan trọng, cùng vỉa xù trên cái lang tỷ khoa học kỹ thuật sớ việc dệt dần, búp bua nhảy biến có búp bồng từ tành liền. Sủ khoa học kỹ thuật sớ việc dệt dần chế biến, cánh nhằn bào dệt ó trường hài khổng na. Tại nằn có hông vân nho sùng lang tỷ trường khổng dệt ó. Bò sân to gión dệt phảnh hơn thoát ó. Nhăng tà việt dệt, cánh lươn tướm hiệp thù, hở cuốn dệt viện nàng cùng phòng. Nàng hơn khỏi hơn mi hạ ban thư môn bu tre, con nì, cò hê mi hơn máy không hợp tác xã hơi đầy bày khai đắc cánh chốt ép cà khai khai niệm mi hơn máy hư hiển yển chào xưa chơ pi che ma hê mèn kỹ thuật thư hơn máy cò tít tần bóng dệt già cha cánh xón cà sử che nặng xung khỏi cò tròi cho hơn xung khỏi
tè tiếng vùng kinh đời xú xứ con nhỉ. Cài tè tè, việc dây sơn hợp tác xã Mạ Bè có tròi hợp bước thành viên mít việc dệt cánh hiệp thủ tè tiên, từng gian hơi thường dệt hàng, tạp việc dệt hợp lại con dệt viện hàng địa phương. Cánh chứng trành luông hanh khỏng việc dây sơn tập thể của Mạ Bè dây sơn khỏng địa phương. Vài chấp năm lăng đỉ là việc Mạ Bè dây sơn hợp tác xã, Sàn Bài Nà, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chí Sếp Tàm Búc Buôn là việc trên báo, luật Hợp tác xã bị sòng băn bài xàm, bưng lung bùn khỏng đảng, chính sách pháp luật khỏng hơn mương, bưng tàng triển lai ma Mạ Bè về xây dựng tập thể, hợp tác xã, họ chủ cấp, chủ ngành, chủ địa phương, cát kiên các bưng cơ quan, mi núng ban, ngắm bùn, chôm hạp, tàng tánh bưng lung bùn chính sách, tròi dừa đối các phòng kinh tế tập thể, hợp tác xã, tàu bưng nghị quyết chương trình luông bùn cho sùm cấp nạp viện mít tè khổng tỉnh. Gión dịa bưng tàng triển lai hành chính công kê, chọp sùm cấp bưng tắt bùn khổng không mương cánh ngân sách khổng tỉnh. Dệt đi luông hanh, tổ chức tàng nạ, bảy trừ quyên lợi ích chọp sùm, khổng tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã. Khách nì bỏng cấp viện nho sùng luông hanh khổng liên minh hợp tác xã tỉnh, vài chấp năm lang đi bưng luông hanh nạp vệ tòi điều lệ có xưng luật hợp tác xã bị sóng bắt giao sàm cánh vòng phành các bước hợp tác xã thành phố tỉnh liên minh hợp tác xã tỉnh Sơn Hà xếp thầm tròi dừa tánh ó cánh bánh khải luông hanh khỏng bước hợp tác xã cùng việt tạ việt dệt nhớ dùng đế kiến rú hạt dần mương lườn xưa lò nàng phòng dệt dần hay na phòng bản na nhỏng nho bưng hợp tác xã chấp năm bỏng bưng chủ cách luông dưng nhỏng nho dòng nguyên cốc tàng tánh cốc ngần kỹ thuật chuồng hong việt dệt dần tàng tánh bón dệt xanh cạt kiên sủ công nghệ dùng tòi lúc bùn tiền ản tàng tánh chìa xiềng tiếng khao tủng pua nạp việc khải trường cuồng nằn bồng chở hoạt nạp việc bó giòn nho dùng lúc hủ xiêng chạp việc ma luông hanh quản lý uẩn chưa hạ cán bộ quản lý ma luông hủ xiêng kỹ thuật hạ quân dệt việc thành viên tròi dừa áo quân dệt việt nóng minh luông hủ xiêng đại học ma dệt việt nặng hợp tác xã.